Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định về thu hẹp diện phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên xuống còn 3 khoa từ 17 giờ ngày 15 tháng 11, sáng nay, bệnh viện tổ chức cho hơn 200 bệnh nhân và người nhà ở các khoa không còn phong tỏa cách ly, xuất viện, bàn giao về các địa phương cách ly tại nhà theo quy định. 236 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cho xuất viện sau khi cách ly đủ thời gian quy định, có nhiều lần xét nghiệm âm tính và cơ bản được điều trị khỏi bệnh. Nhiều người cho biết đã thao thức cả đêm để chờ đón giây phút được về nhà. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng trong cái thời gian điều trị tại đây. Nên hôm nay là chúng tôi ra viện mà đưa đón như thế này thì tôi chân thành cảm ơn. Hôm nay tôi được về là tôi rất phấn khởi. Tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi về địa phương thì tôi sẽ thực hiện là 5K với cả cách ly trong gia đình cho an toàn. Đây là đợt ra viện thứ hai sau đợt 533 bệnh nhân và người nhà được tổ chức ra viện về nhà cách ly an toàn vào ngày 13 tháng 11. Hiện nay Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên còn 3 khoa phải phong tỏa là khoa nội tiết thần kinh, khoa cơ xương khớp, thận, tiết niệu, lọc máu và khoa hồi sức tích cực chống độc. Bệnh viện tiếp tục tổ chức điều trị cho gần 200 bệnh nhân nặng và hơn 200 bệnh nhân chạy thận nhân tạo cũng như tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Chúng tôi sẽ kiểm soát cái đầu vào chặt chẽ. Thứ hai nữa là sẽ thực hiện nghiêm cái 5K, đặc biệt là cái khai báo y tế và cái quy định về mang khẩu trang. Hiện bệnh nhân xuất viện đã được bàn giao ngay cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và được đón về cách ly tại nhà. Chúng tôi cũng đề nghị yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch các phường xã, trạm y tế các phường xã có kế hoạch tiếp nhận bệnh nhân và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Việc thu hẹp diện phong tỏa và cho trên 700 người được xuất viện cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã cơ bản được kiểm soát. Những ca F0 phát sinh gần đây chỉ liên quan đến 2 khoa hồi sức chạy thận nhân tạo và đã được cách ly từ trước. Riêng khoa nội tiết thần kinh không phát sinh ca lây nhiễm thứ phát